Nam Mô Bố Tát Giả. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên mạng Internet qua bao tháp, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Houston, 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York, 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali, 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris, 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney, 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Metabatnya, thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay chủ nhật, ngày 12 tháng 12 năm 2021, Phật lịch 2565, môn học thánh pháp, Abhidhamma, chương 6, tốt yếu từng tập. Samuchaya Sangaha, bài 45, tốt yếu hỗn hợp, Visakha Sangaha, về nhị thập nhị quyền, Pavisatin Triyayu, thượng tọa Tuệ Siêu và thượng tọa Giác Đẳng biên soạn giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin thành kính cùng thiểu, thượng tọa Minh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bố Tát Giả. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ, chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giải hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa-đu lần thay, chúng con thành kính lần này và tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Đi đây chúng con kính cung thỉnh từ tòa Giác Đẳng từ bi dựng nhập đại học hôm nay. Kính trưng thượng tọa Minh Hạnh, cảm ơn của Bích Tập Anh Nhà. Nam mô Bích Thầy Giá, kính đại lễ thượng tọa Tuệ Siêu, đại lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về Indriya, mà thường chúng ta được biết qua nhiều đoạn kinh là căn hay là quyền. Đây là một thuật ngữ Phật học rất là quan trọng, nhưng mà lại thường được hiểu một cách rất là mơ hồ. Và đề tài Indriya, đặc biệt ở trong Thắng Pháp, lại được có một nằm ở trong một ở đây là một liệt kê, và chúng thấy con số 22 quyền trong đó chứa đựng rất là nhiều pháp, và những pháp này khiến cho chúng ta nhìn lại cái Indriya là một cái thuật ngữ mà tất cả chúng ta cần đào sâu. Đừng bây giờ gặp chữ này thấy nghĩ rằng mình biết rồi, mình hiểu rồi, thì mình cố gắng đi tìm hiểu chữ này ở trong ý nghĩa riêng trong ngữ cảnh này của bài học ngày hôm nay.
Bây giờ thì xin mời quý Phật tử lắng nghe bài học, và sau đó chúng ta sẽ trình thưa Thầy Thế Siêu giảng dạy rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Sư tử thần thầy, chúng con thần kính lần này Thầy Thế Siêu toàn chấp đẳng. Bài học hôm nay chương 6, Toát yếu tương tập, Sắp mối chai giá sang gã hóa. Bài 45, Toát yếu hỗn hợp, Bissaka Sangaha, về nhị thập nhị quyền, Bavisa tên quý, Yani. Indriya là một thuật ngữ Phật học, cần trình bày rõ cả hai phương diện, ngữ lẫn nghĩa, riêng trong thắng pháp. Đề tài này bao gồm lĩnh vực rộng lớn mà người học cần có cái nhìn tổng quan để nắm vững đề tài này. Có thể nói, đây là góc nhìn đặc biệt đối với cả hai tâm thức và vật chất. Một học giả nói câu ví dụ này: khi ở một chúng sanh có nhiều quyền thì trở thành vô chủ, vô quyền. Giáo lý vô ngã đôi khi có thể hiểu qua những đề tài gây ngạc nhiên cho người học. Nhị thập nhị quyền Bavi Satrin Vijani là 22 quyền, gọi là quyền Indriya, là những pháp có chức năng đặc biệt, cai quản một lĩnh vực riêng, có tác dụng riêng. 22 quyền là một nhãn quyền, Chakkhundriya, có chức năng cai quản việc thấy, chi pháp là sắc thần kinh nhãn. 2. Nhị quyền, Sotindriya, có chức năng cai quản việc nghe, chi pháp là sắc thần kinh nhĩ. 3. Tỷ quyền, Khanendriya, có chức năng cai quản việc ngửi, chi pháp là sắc thần kinh tỷ. 4. Thiệt quyền, Chiwindriya, có chức năng cai quản việc nếm, chi pháp là sắc thần kinh thiệt. 5. Thân quyền, Kayindriya, có chức năng cai quản việc đụng chạm, chi pháp là sắc thần kinh thần. 6. Nhận quyền, Ittendriya, chức năng biểu hiện tính cách nữ, chi pháp là sắc nữ tính. 7. Nam quyền, Purisindriya, chức năng biểu hiện tính cách nam, chi pháp là sắc nam tính. 8. Mạng quyền, Jivitindriya, chức năng duy trì sự sống còn của danh và sắc, chi pháp là tâm sở mạng quyền và sắc mạng quyền. 9. Ý quyền, Manindriya, chức năng biết cảnh, chi pháp là tất cả tâm. 10. Lạc quyền, Sukhindriya, chức năng hưởng cảnh thân lạc, chi pháp là tâm sở thọ trong tâm thân câu hành lạc. 11. Cổ quyền, Dukkhindriya, chức năng hưởng cảnh thân cổ, chi pháp là tâm sở thọ trong tâm thân thức câu hành khổ. 12. Hỷ quyền, Somanasindriya, chức năng hưởng cảnh vui lòng, chi pháp là tâm sở thọ trong 62 tâm câu hành hỷ. 13. Ưu quyền, Somanasindriya, chức năng hưởng cảnh buồn lòng, chi pháp là tâm sở thọ trong hai tâm sân câu hành u. 14. Xà quyền, Upekindriya, chức năng hưởng cảnh bình thản, chi pháp là tâm sở thọ trong 55 tâm câu hành xà. 15. Tính quyền, Satindriya, chức năng thanh lọc cho tâm trong sáng, chi pháp là tâm sở tính trong 95 tâm tịnh hảo, trong 91 tâm tịnh hảo. 16. Tấn quyền, Virijindriya, chức năng thôi thúc cho tâm năng động, chi pháp là tâm sở cần trong 105 tâm tương ưng cần, tức trừ 15 tâm quả vô nhân và 11 tâm khai hồi môn. 17. Niệm quyền, Satindriya,
chỉ là ghi nhớ cho tâm biết cảnh sắc thực. Chi pháp là tâm sở niệm trong 91 tâm tịnh hảo. 18. Định quyền. Samma truyền đối dẫn. Chỉ là tập trung cho tâm trụ vững vào cảnh. Chi pháp là tâm sở nhất hành trong 104 tâm trừ 16 tâm vô cận và tâm si hoài nghi. 19. Tuệ quyền. Ba nhìn đối dẫn. Chỉ là soi sáng cho tâm hiểu biết cảnh thọ tương. Chi pháp là tâm sở trí tuệ trong 17 chín, 79 tâm tương ứng trí. 20. Phi vị tri thức quyền. Anyanna tanatnya mitin kriyan. Chứ nam biết điều chưa từng biết, tức là tọa ngộ tứ thánh đế mà trước giờ chưa từng tọa ngộ. Chi pháp là tâm sở trí tuệ trong tâm sơ đạo. 21. Phi vị tri quyền. Anyanna kriyan. Chứ nam biết điều đã biết, tức là tọa ngộ tứ thánh đế mà đã biết rồi. Chi pháp là tâm sở trí tuệ trong tâm sở ở quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo. 22. Phi cụ tri quyền. Anyata vinriyan. Chức năng biết hoàn toàn liệu tri tứ thánh đế. Chi pháp là tâm sở trí tuệ trong tâm tức quả là hắn. 22. Quyền. Phân theo sắc quyền và danh quyền. Sắc quyền có 8 thứ là nhãn quyền, nhị quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, nữ quyền, nam quyền và mạng quyền. 8 sắc quyền này có 8 chi pháp là 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính và sắc mạng quyền. Danh quyền có 15 thứ, gồm có 8 chi pháp là 121 tâm là ý quyền, tâm sở mạng quyền là danh mạng quyền, tâm sở thọ là lạc quyền, hộ quyền, hỷ quyền, vô quyền và xả quyền. Tâm sở tính là tính quyền, tâm sở cần là tấn quyền, tâm sở niệm là niệm quyền, tâm sở nhất hành là định quyền, tâm sở trí tuệ là tuệ quyền. Quý vị trí quyền, di trĩ di quyền và truy cụ truy quyền. Tổng sắc quyền với 15 danh quyền. Mình nói là 22 quyền bởi vì sắc mạng quyền và danh mạng quyền kể chung một tên gọi là mạng quyền. Bài học đại học bài 41 toát yếu hỗn hợp Misakka Sangaha về thập nhị chi đạo Radasa Maggagami. Bài học tiếp theo bài 46 các ý hỗn hợp Misakka Sangaha tiếp theo về cội lực Navabalami, tứ trụ Chattaro Ahibati và tứ thực Chattaro Ahara. Biên soạn giáo trình Việt Kheo chắc chắn. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh thượng tọa thầy sư để bí thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy giả. Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ thần chúng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng tôi không được khỏe. Đến vào đúng hơi trễ một chút. Người gặp bài học ngày hôm nay thì
nó cũng hơi có nhiều chi tiết, nhiều vấn đề một chút. Không biết là lát nữa trong cái phần thảo luận chúng tôi có tiếp tục nổi hay không, cái đó tùy sức. Kính thưa quý vị, chúng ta học về những cái tác ý tương tập mà hỗn hợp. Những cái bài học này nó có cái sự liên quan về sao. Khi mà chúng ta nghiên cứu về duyên hệ tất thành á, tất chay giác, nếu mà chúng ta không có nắm vững được, chúng ta phải trở ngại. Ví dụ như chúng ta học về nhân duyên hệ thức bất chay vô, hệ thức bất chay vô ở trong duyên hệ nữa, thì chúng ta phải nắm thì được cái luật nhân. Chúng ta học về Chanapachiyo, tức là thiền na duyên, thì chúng ta phải biết rõ về thất chi thiền. Makkavachiyo, đồ đạo duyên, thì chúng ta phải nắm rõ về thập nhị chi đạo mà chúng ta mới vừa học ngày hôm qua. Cũng như hôm nay trong cái bài học thập nhị quyền, 22 quyền, để khi mà chúng ta học về quyền duyên Indriyapachaya, trong đó nó gồm có ba duyên là Sahaccha Indriyapachaya, tức là câu sanh quyền duyên. Nói về 15 danh quyền mà nãy chúng ta nghe đọc đó, và nói về sắc quyền đó, thì chúng ta có 8 chi pháp, nhưng mà trong đó chúng ta tách ra làm 2 là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền. Thì cái đó mà ta sẽ học là vật tiền sanh quyền duyên, tiền sanh quyền duyên, chúng ta gọi tiền sanh quyền duyên. Câu sắc mạng quyền thì họ gọi sắc mạng quyền duyên, hay là mạng quyền hiện hữu duyên, mạng quyền bất ly duyên, chúng ta sẽ học như vậy. Chỉ có 2 thứ quyền là nam quyền, nữ quyền, thì nói theo duyên hệ Pachaya, Pathana Pachaya, thì nam quyền, nữ quyền nó không thuộc về quyền nào, nó không thuộc duyên nào hết. Thì trong 22 quyền mà chúng ta học đây đó, thì trong đó 20 quyền nó thuộc nó bị chi phối bởi duyên hệ. Chỉ có 2 thì quyền giới tính thì không có liên hệ rồi.
Và trong bài học vừa rồi chúng ta đã nghe đọc, thì chúng ta đã hiểu rõ về ý nghĩa của quyền một. Nó không có vấn đề gì. Ở đây cách mà để chúng ta dễ nhớ nhất á, quý vị chú ý, không phải là chúng ta học từ số 1 là nhãn quyền cho đến cái số 22 là cụ tri quyền. Rồi chúng ta cứ đọc đi đọc lại 22 quyền đó thì khó nhớ lắm. Bây giờ chúng ta cứ vậy trước hết, là trong 22 quyền đó chúng ta nắm cho được 8 quyền thuộc về sắc, 15 quyền thuộc về danh, hay nói cho đúng hơn là 7 quyền rưỡi thuộc về sắc và 14 quyền rưỡi thuộc về danh. Tại sao có cái rưỡi trong đó? Là tại vì mạng quyền chi với trình ria là lấy hai cái chi pháp, tức là tâm sở mạng quyền và sắc mạng quyền. Tâm sở mạng quyền chi vi tinh riya cetasika là một cái thứ thuộc tánh, nó có cái chức năng là bảo trì danh pháp, tâm tâm sở. Sinh ra được tồn tại. Còn sắc bản quyền, nó có cái chức năng là bảo tồn, nó bảo trì sắc nghiệp cho được tồn tại, tồn tại theo cái tuổi thọ sát na của nó, không có mất một cái đột ngột. Thì như vậy, thuộc mạng quyền và sắc mạng quyền nó có cùng chức năng và nó còn một tên gọi, cho nên được gom chung là mạng quyền chi vi tinh riya. Cho nên chúng ta kể mạng quyền trong 22 quyền, chúng ta kể thuộc phần sắc, không thì cũng chẳng được. Mà chúng ta kể nó thuộc về phần danh cũng không được. Bởi vì nó mang tới hai màu sắc, có danh có sắc có. Cho nên chúng tôi mới nói 7 rưỡi là vậy đó. 7 quyền hoàn toàn thuộc về sắc, trong đó có cái mạng quyền chỉ có phần nửa là sắc thôi, và 7 rưỡi. Còn trong danh quyền
trong đó chỉ có 14 quyền hoàn toàn thuộc về danh, gồm phần mạng quyền thuộc về danh. Nhưng mà đến từ khi chúng ta học ở trong duyên hệ đó, thì lúc đó đó nó tách ra. Khi chúng ta nói đến 14,5 quyền thuộc danh quyền, 14,5 quyền, thì trong đó chúng ta kể, chúng ta kể nó thuộc về câu sanh quyền duyên. Nhưng mà khi chúng ta kể về sắc pháp thì trong đó chúng ta tách ra một cái, một thứ sắc gọi là sắc mạng quyền duyên, mạng quyền mấy sắc mạng quyền duyên, quyền hữu duyên, quyền bất ly duyên. Cho nên về sắc pháp có 7,5, danh pháp 14,5, thế thì chúng ta nhập chung lại thì thành 22. Nếu chúng ta không nhập chung, chúng ta kể sắc có 8, sắc quyền có 8 chi và danh quyền của mình lẫm chi, như vậy thì tất cả chúng ta có 23 chi. Nên chúng ta phải phân tích là chúng ta gọi là quyền cái chữ Indriya, đúng nghĩa của nó là thẩm quyền hay là quyền hạn hay là cái khả năng riêng biệt. Ngày xưa cái chữ Indriya không hiểu sao mà trong Hán tại dịch là chữ căn nữa. Cho nên ở trong cái Phật học tiếng Việt của chúng ta, nhiều khi nó cũng lộn xộn lắm. Chữ Ayatana cũng dịch là căn, và chữ Em dịch là căn, và chữ mu lá cũng dịch là căn. Không biết là trong cái chữ Hán như viết có chữ khác nhau hay không, nhưng mà khi mà phiên âm ra tiếng Việt mà xài như vậy đó thì sẽ lộn xộn. Ví dụ như nói xúc là sự hội hiệp giữa căn cảnh và thức, tức là hợp giữa nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ, chắc khai với tài năng, vân vân, sô tai với tài năng, khai nai với tài năng, chưa hai với tài năng, khai gia với tài năng, vado, mana với tài năng,
sáu ajitanang achat tajitana, tức là sáu cái nội xứ đó được gọi là căn. Cho nên bây giờ đã quen rồi, chúng ta khó nói xúc là sự hội hiệp giữa xứ, cảnh và thức. Chúng ta khó xài, đã xài quen cho nên giữa căn, cảnh và thức thôi. Nhưng mà trong cái sách của Hòa Thượng Định Sự, cái thổ đầu mà Ngài mới soạn tập bài giải, thì có như là tính căn, tấn căn, điện căn, định căn, tuệ căn. Tri vị tri căn, hay là vị đương tri căn, hoặc là tri cụ tri căn. Sau này muốn sửa là chữ quyền. Thì bây giờ dù chúng ta nghĩa thế nào đi nữa thì chúng ta nhớ như thế này, là những pháp nào nó có chức năng đặc biệt, những cai quản và lĩnh vực riêng, có tác dụng riêng thì chúng ta gọi là, chúng ta gọi là quyền. Ở trong một cái xã hội, trong cái xã hội, người nào mà có cái chức năng ở trong cái việc, trong cái lĩnh vực đó thì người ta gọi là quyền, gọi là có thẩm quyền. Để trong pháp chân đế cũng vậy, sắc thần kinh nhãn thì nó có chức năng để quản cho người bị thấy, thấy cảnh sắc, cho nên gọi là nhãn quyền. Chắc quân đi dân cũng vậy, thần kinh nhĩ có chức năng quản việc nghe cảnh thinh, cho nên gọi nhĩ quyền. Thần kinh tỷ thì chức năng quản trong cái việc ngửi, gọi là tỷ quyền. Thần kinh thiệt là nó quản ở trong cái việc mà nếp, nên gọi là thiệt quyền. Thần kinh thân nó quản trong cái việc đụng, cứng mềm, nó được tăng dụng vô vân, thì vậy gọi là thân quyền. Sắc nào có cái chức năng quản trong cái việc biểu thị giống cái thì gọi là nữ quyền, sắc nữ quyền. Còn sắc mà biểu thị giống đực thì gọi là nam quyền. Sắc mà nó quản trong việc là bảo trì thì cái đó gọi là sắc, gọi là mãn quyền.
bảo trì sắc nghiệp đó. Còn tâm sở tính thì nó có cái chức năng là thanh lọc, đem lại cái sự trong sạch cho danh pháp đồng sanh, mới gọi là tính nguyện. Tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, chúng ta cần phải hiểu mỗi một cái chi pháp gì nó có một cái tính năng riêng, gọi là có cái quyền hạn riêng. Điều này sẽ khiến cho học viên học thắng pháp sẽ khó hiểu chỗ là hệ tạng kinh đó. Khi nói đến tính quyền, tấn quyền, địa quyền, định quyền, tuệ quyền thì giảng theo cái nghĩa của cái pháp môn, như tính quyền, tính lực là niềm tin, là đức tin. Tấn quyền, tấn lực là sự tinh tấn. Niệm quyền, niệm lực là tâm sở niệm. Định quyền, định lực là niệm quyền, niệm lực là chánh niệm. Định quyền, định lực là chánh định. Còn tuệ quyền, tuệ lực thì nó thuộc về chánh tri kiến, thuộc tri kiến chân chánh, nó thuộc lĩnh vực trí. Khi mà định nghĩa như vậy thì chúng ta nghe chúng ta dễ hiểu, chúng ta dễ tiếp thu. Còn khi mà nói đến tính quyền là sở hữu tính, có cái nhiệm vụ, có chức năng như vậy đó, thì chúng ta khó tưởng tượng được ra vì sao vậy. Vì ở trong kinh tạng chỉ nhắc đến là niệm quyền ở trong tâm thiện, trong đại thiện, trong tâm đại thiện, và nhắm cái hướng là cái pháp để tu tập. Trong khi đó thì ở trong thắng pháp á, niệm thì nó phối hợp trong cả cái tâm thiện, kusala citta, nó phối hợp luôn cả trong tâm quả, tình hảo hay là quả hữu nhân. Và tịnh quyền nó phù hợp trong cả cái tâm tố, tịnh hảo. Thì khi mà tâm sở các cái tâm sở tính tấn niệm định tuệ mà nó phối hợp ở trong cái tâm quả tình hảo hoặc là trong tâm tố tình hảo thì làm sao chúng ta nói đó là đức tin tam bảo được. Cho nên ở đây
học thắng pháp, cái chỗ này là chúng ta phải cẩn thận, nhức đầu lắm chứ không phải giỡn. Nhưng mà hễ khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên tắc của pháp đó, thì bị từ đó về sau là chúng ta, nó giúp cho chúng ta hiểu cái gì nó cũng hiểu cái toàn diện, không có hiểu một cách hạn cuộc. Chúng ta không có bị hạn cuộc, chúng ta sẽ cẩn thận hơn. Cũng giống như một người lớn, khi mà họ từng trải sự đời thì họ gặp cái sự việc nó xảy ra thì họ biết phải đối phó như thế nào. Còn cái người mà người trẻ mà mới lớn lên chưa có hiểu sự đời, chưa có hiểu rộng rãi lắm, cái kiến thức của họ giống như là ngồi dưới đáy giếng mà nhìn lên thấy bầu trời bằng cái nắp vung vậy đó. Thì khi mà gặp cái sự kiện gì xảy ra, gặp sự cố xảy ra, họ hiểu theo cách hiểu hạn hẹp của họ thì có đôi khi nó sai hoặc là nó bị lúng túng. Chúng ta học Phật pháp cũng vậy, khi chừng mà chúng ta hiểu rộng rãi, ở trong thắng pháp sẽ cung cấp cho chúng ta những cái kiến thức rộng rãi về cái đó. Thì khi hiểu rồi như vậy, khi chúng ta gặp kinh tạng, gặp cái chỗ nào vấn đề gì đưa lên, thì chúng ta cũng có thể biết được là cái sự kiện nó nằm ở đâu, cái mấu chốt nằm ở đâu, chúng ta biết rõ. Hoặc chúng ta cũng ví dụ giống như ở trong các cái ngành nghề, nghề y, bác sĩ, hay là nghề máy móc, kỹ sư, vân vân, tất cả các nghề. Bởi vì bác sĩ, một kỹ sư mà họ có kiến thức rộng, khi mà gặp cái sự cố, cái sự cố gì xảy ra thì họ biết rõ cái này phải nắm bắt cái chỗ nào, phải sửa chữa từ cái chỗ nào, phải trị từ cái chỗ nào. Người ta không bị lúng túng bởi người ta biết quá nhiều. Còn học vi pháp cũng vậy thưa quý vị, có những cái vấn đề được đặt ra, có những câu hỏi vân vân được đặt ra, người ta chỉ cần nghe qua là người ta biết là cái chỗ này muốn nói cái gì, muốn hỏi cái gì, và phải giải quyết như thế nào, phải tháo gỡ như thế nào. Cho nên quý vị học thắng pháp, quý vị đừng có chán. Chi pháp thì nó nhiều đó, 22 quyền thì nó nhiều. Nhưng mà cũng không phải là một điều khó khăn gì chúng ta. Thì thưa quý vị, bây giờ trong 22 quyền mà chúng ta trình bày thì chúng ta chỉ cần biết được ý nghĩa và chi pháp của 22 quyền thôi. Dù cho chúng ta có đi ngang qua tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, chúng ta cũng đừng có bị chi phối tính tấn điện tinh tuệ. Đó là 33, trong là 5 pháp tu tập ở trong 37 phù địa phần. Chúng ta khoan nói vấn đề đó.
Và khi mà chúng ta hiểu nó chỉ là một cái chi pháp đơn giản, đơn thuần là chi pháp thôi đó, thì trong trường hợp này chúng ta mới dễ nắm bắt được ý nghĩa tổng quát của 22 quyền. Còn khi mà chúng ta bị vướng vào ở chỗ là trong 22 quyền đó chúng ta tách ra những quyền như tính quyền, tấn quyền, địa quyền, định quyền, tuệ quyền, rồi chúng ta cho rằng đó là những cái thiện pháp, thì như vậy là chúng ta bị kẹt, bị vướng, thì chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta học về quyền duyên hay là câu danh quyền duyên Sahaja Tin Riyapachaya, chúng ta không thể học được. Nó có liên quan đến cái pháp bất thiện có, cái pháp vô ký có, sao chúng ta giải quyết được. Cho nên ở đây chúng ta chỉ khách quan mà chúng ta học. Trong 22 quyền, thưa quý vị, ở trong này chúng ta cũng nên để ý cái là cái tâm sở trí tuệ nó đóng 40 vai trò trong 22 quyền. Được gọi là Panjindriya là tuệ quyền, là chỉ nói cái phần phổ thông. Nhưng mà trong cái phần đặc biệt đó thì chúng ta nói nhắc đến cái vị tri quyền, hay là tri vị tri quyền Ajnana Tanyasami Tindriyam, là chức năng biết cái điều chưa từng biết. Cái này nó liên quan đến cái tâm siêu thế, tức là tâm sơ đạo. Cái trí tuệ trong tâm sơ đạo được gọi là tri vị tri quyền. Cho nên cái trí sơ đạo, cái trí sơ đạo chúng ta không thể sát nhập vào cái tuệ quyền để mà nói được. Bởi chữ tuệ quyền bao nhiêu lý giá chỉ là nói tổng quát, trường hợp nào cũng là tuệ, trường hợp nào sở trí tuệ cũng là tuệ quyền. Nhưng mà cái trường hợp Indriya là cái quyền hạn đặc biệt đó, quyền hạn riêng, thì chúng ta phải nói là tri vị tri quyền, biết hay chưa từng biết, tức là tỏ ngộ Niết Bàn, tỏ ngộ Chư Thánh Đế. Rồi tâm sở trí tuệ nó còn có một cái chức năng nữa, nó còn có một tên gọi khác, một cái chức năng khác gọi là in, gọi là nhìn tri dân, tức là tri dĩ tri quyền, là chức năng của trí tuệ biết cái đã biết, biết cái đã từng biết. Đây là cái trí tuệ mà hiệp trong tâm sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, biết cái chân tự biết. Giống như một người trong đi đêm tối mà trời chớp, lần đầu anh ta thấy được ở phía trước cuối con đường có một cái ngôi nhà, thì cái biết chưa từng biết này đó, thì chúng ta gọi là tri vị quyền,
Rồi anh ta đi một đổi nữa thì trời chớp liên tục hai ba lần, làm cho càng thấy rõ cái ngôi nhà đó. Thì nó cũng ví dụ giống như là tri dĩ tri vị, tức là cái trí tuệ ở trong cái pháp luân học tiếp theo, từ sơ đạo, từ sơ quả, từ nhị đạo, dị quả, tâm đạo, tâm quả, rồi tứ đạo. Rồi sở hữu trí tuệ, nó còn có một cái chức năng đặc biệt khác, tức là tri cụ tri quyền. Anh ta quên đi dần, anh ta quên đi dần, là chức năng biết hoàn toàn, tức là cái trí tuệ liễu tri tứ thánh đế. Cái tuệ hiểu biết hoàn toàn này được gọi là trí tuệ trong tâm tứ quả của vị A-la-hán. Trong tâm tứ quả. Thì như vậy nó tóm lại đó, là tâm sở trí tuệ nó nằm ở trong những tâm tư trí mà chúng ta gọi chung là tuệ quyền và nhìn ri giác. Nhưng mà chúng ta học về siêu thế đó, thì nó có sơ đạo, nhị đạo, tâm đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tâm quả, tứ quả. Thì ở đây cái tâm sở trí mà hiệp với tâm sơ đạo thì gọi là tri vị, gọi là tri vị tri quyền, là biết đó, chưa từng biết. Còn trí mà hiệp ở trong tâm nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, thì chúng ta gọi đây là tri chỉ tri quyền. Còn cái trí tuệ mà hiệp ở trong cái tâm tứ đạo tứ quả đó, trong tâm tứ quả, thì gọi là phụ tri quyền. Chúng ta hãy hiểu vậy. Và do đó khi mà chúng ta học đứng khách quan đó, thì sau này chúng ta mới biết là ở trong cái pháp, cái pháp trong cái pháp, trong 32 quyền này, nó vừa là pháp thiện, nó vừa là có cả cái pháp bất thiện, nó vừa có cả cái pháp hữu ký nữa. Quyền thuộc về bất thiện, quyền thuộc bất thiện. Thì chúng ta lấy những cái chi pháp nào mà có mặt ở trong tâm bất thiện được, chẳng hạn như là viriya, là cần quyền, hay là định quyền. Nó là định nhưng mà thật ra thì nó chỉ là tâm sở y các người ta thôi, tâm sở nhất hành. Rồi mạng quyền, ý quyền,
người thọ quyền. Như vậy chúng ta lấy Ekakata nhất hành mạng quyền, định quyền mạng quyền, rồi chúng ta lấy cần quyền, thọ quyền, thì về pháp chúng ta phải nhớ trong cái pháp quyền ở bất thiện đó, thì nó không có cái gọi là tính quyền, niệm quyền, tuệ quyền, không có tính quyền, niệm quyền, tuệ quyền, không có. Bởi vì ba cái tâm sở này đó, nó không có phối hợp trong tâm bất thiện được. Còn khi chúng ta nói đến cái chi pháp quyền nó thuộc về thiện đó, thì chúng ta lấy đủ cả tám cái chi pháp, từ tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền cho đến mạng quyền, ý quyền. Chúng ta lấy đủ rồi thọ quyền. Nhưng mà ở trong cái pháp bất thiện đó thì nó có thọ ưu, còn cái ta trong pháp thiện thì chỉ có hỷ và xả thôi. Còn pháp bất thiện thì có ưu, hỷ, xả. Cho nên thọ quyền nói chung như vậy mà chúng ta phải phân ra chúng ta phải phân tích để chúng ta thấy biết. Rồi cái pháp quyền đó, nếu nói trên phương diện pháp vô ký thì nó có những cái chi pháp, nó cũng có tám chi pháp giống như là trong cái pháp thiện gì. Bởi pháp vô ký phần lớn tố và quả đó, quả và tố vô ký thì nó cũng có tám cái chi pháp giống như là tuệ quyền vậy đó. Nó cũng thuộc về tịnh hảo. Và pháp thiện cũng tịnh hảo, pháp vô ký này cũng thuộc tịnh hảo. Cho nên chi pháp lấy giống nhau. Chúng ta chịu khó, chúng ta nếu mà người mà ưa thích say mê học về thắng pháp, khi mà chúng ta học, chúng ta đọc ở trong sách rồi, chúng ta cứ ngồi lại vấn đề đó, chúng ta ngồi chúng ta suy tư, chúng ta ngẫm nghĩ, chúng ta sẽ nhớ. Chứ không phải nói học cái diệu pháp là chúng ta ghi chép, hay là chúng ta lấy một cái quyển sách vi diệu pháp đã được in sẵn, rồi chúng ta muốn cái gì chúng ta dở cái đó ra chúng ta xem, cái đó học vi diệu pháp. Vậy là chúng ta chưa có nhuần nhuyễn ở trong vi diệu pháp. Nghĩa là nói cái vấn đề nào chúng ta cũng có thể nhận ra được ở đây muốn nói cái gì, chi pháp nào vân vân, thì học viện pháp đến cái đó chúng ta mới thuần thục. Thì trong chúng tôi cũng hy vọng ở trong lớp chúng ta đây, khi chúng ta học thắng pháp thì cũng sẽ có một vài người sau này sẽ thuần thục ở trong môn thắng pháp. Nghĩa là nói đến cái chi pháp nào cũng biết, cũng hiểu hết. Còn phải
phải đọc sách lại, xem sách lại, kiểm tra lại. Thì đến chừng lúc đó, đến chừng đó chúng ta mới gọi là giỏi. Lúc đó chúng ta mới gọi là giỏi. Hôm nay chúng ta chỉ học đến chừng này thôi. Chúng tôi cố gắng cho nó đủ chi pháp, đủ ý nghĩa và đủ thời gian cho quý vị. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây, kính thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng trở lại cầm mic để chia sẻ với lớp học về cái bài học này. Và hôm nay thường có Thượng Tọa Tân Nguyên, mong Thượng Tọa cũng giúp cho phần thảo luận. Nam mô Phật Thầy. Dạ sa thú lành thê, chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân Thượng Tọa Tử Siêu. Và giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung kính Thượng Tọa Nhất Đẳng Bi tiếp tục điều hòa cho chương trình thảo luận. Dạ mô Phật Thầy nhé. Dạ có lẽ là Thượng Tọa Nhất Đẳng không có mặt ở trước máy ạ. Dạ vâng, chúng con dạ sa thú lành thê, con kính chứng minh đến Thượng Tọa. Nô Phụ Thầy ạ, kính trình Thượng Tọa Tử Siêu với bài giảng ngày hôm nay. Hôm nay Thượng Tọa Tử Siêu không khỏe, sau bài giảng xin thỉnh Thượng Tọa đi nghỉ và chúng tôi sẽ phụ trách. Xin lỗi sẽ phụ trách phần còn lại. Xin lỗi tính tính chứ mình đi. Quý Phật tỉnh chờ cho chúng tôi một chút nha. Thượng Tọa Tử Nguyên ơi, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tử Nguyên đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa Hoan Hỷ nói cho vài lời, khoảng chừng 5 phút. Đang có việc chút xíu, khoảng 5 phút sẽ trở lại dẫn phần còn lại. Dạ, con có mặt. Dạ, con có mặt. Dạ, thỉnh Thượng Tọa Hoan Hỷ giúp dẫn khoảng chừng 5 phút, Thượng Tọa. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa cứ vắng một chút xíu. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị.
Nam mô Bụt Thầy, giáo Nam mô Tham Ma, giáo Nam mô Sang Khai, giáo quý vị nghe rõ. Dạ cảm ơn. Chúng tôi kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Nam, Đại Đức Tự Trí, Đại Đức Tự Đức, Đại Đức Sư Nguyên Thâm cùng Sư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Sư Phật tử. Có thể nói rằng là khi mà chúng ta học về cái quyền mà Pāli Satinthiyāni thì có thể nói rằng là nhị thập nhị quyền, 22 quyền. Nếu mà học qua vi diệu pháp đó, chúng ta mới thấy được rằng cái indriya này nó phải nói nó rất là quan trọng. Từng cái việc đắc đạo, từng cái việc hiểu biết, tất cả đều xuyên qua các quyền, nó được lớn mạnh, nó được đầy đủ, nó được tốt đẹp, nó phối hợp. Giai đoạn nào là giai đoạn bắt đầu, giai đoạn nào là giai đoạn mà các quyền nó cùng phối hợp, và cũng như các quyền đó phối hợp với tâm chúng ta tạm gọi, cũng như phối hợp với tâm đại thiện, mà tâm đại thiện siêu thế nó mới được, mới đưa đến giác ngộ. Đó, như chúng ta thấy thí dụ bây giờ nhãn nhĩ tỷ tiệt thân ý quyền thì nó nam quyền nữ quyền, thì chúng ta thấy mạng quyền ý quyền gì tất cả. Nhưng ở đây chúng ta thấy nó cái chỗ mà tri vị tri quyền mà anh nhá tay nhá samiten riêng, rồi anh nhìn riêng, rồi anh nhà ta quyền riêng. Đây là ba cái pháp này, 23 cái quyền cũ này nó rất là khó. Thí dụ như tính tấn niệm định tệ quyền và các quyền trên thì chúng ta thường nghe các vị giảng sư giảng dạy, nhưng phải nói rằng bởi như chúng tôi vừa đó, các cái quyền kia thì nó trong quá trình tu tập, nhưng ngay cái lúc mà chứng ngộ chứng đạo chứng quả đó, mà cái mà chúng ta biết được chúng ta chưa chứng ngộ, rồi cái chúng ta biết được chúng ta đã đạt được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, thứ đạo, chứ không phải tự nhiên thọt nhiên ngộ đạo thình lình, không phải vậy. Thấy mình biết mình đắc đạo đắc quả, và nó phải đắc đạo đắc quả từng bước từng bước. Như chúng ta biết thí dụ bây giờ cái chỗ mà tri vị tri quyền, biết cái điều mà chưa từng biết, tức là thế ánh sáng niết bàn lần thứ nhất chúng ta thấy chưa. Khi vị ấy biết rõ ràng như vậy mà mình chưa chứng đắc thì vị ấy không bao giờ phát ngôn, không bao giờ biết rằng mình đã chứng đắc. Nhưng khi cái tri vị tri quyền này mà vị ấy thấy được mình đã chứng đắc được sơ đạo, đã thấy niết bàn lần đầu tiên, chúng ta thấy thấy niết bàn lần đầu tiên thì thấy bằng cái tâm sơ đạo, nó hợp trí tuệ, tức là đại thiện siêu thế hợp trong tâm sơ đạo. Bé sát trừ phiền não, diệt được thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, thấy niết bàn lần đầu tiên, thì lúc đó sơ đạo thì một sát na của sơ quả nó xuất hiện, tức là lúc đó tâm của bé nó chứng đắc tu đầu quận. Chúng ta thấy hay không? Tâm đắc chứng đắc tu đầu quận, tức là ta phải biết rõ ràng cái chuyện người ta chứng đắc, chứ hoàn toàn không phải tự nhiên cái biến hóa như tại thiên cái đùng cái trong cái quả diệm sơn xuất hiện ra, đâu phải vậy. Mà cái sự tu chứng nó là từng bước, cách nào cũng vậy, từng cấp độ sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Thì cái chỗ mà tam đạo tam quả thì đây là tri dĩ tri quyền đó, đã tới chức năng đó, biết rõ từng cái mình chứng đắc. Bởi do cái tâm gì? Do cái tâm trí tuệ đó mà như đã nói đó, cái đại thiện nó hợp trong tâm siêu thế. Mình chứng đắc được sơ đạo, chứng đắc được nhị đạo, chứng đắc được tam đạo, chứng đắc được tứ đạo. Ngay chỗ nào thì cái chỗ chứng đắc tứ đạo đó thì không còn chứng đắc nữa, mà vì ấy sau đó tức là tri cụ tri quyền đó, an nhà ta quyền trí dân, chức năng hoàn toàn biết mình giác ngộ, thì ngay lúc đó chấm dứt, trở thành một vị A-la-hán. Thì ở đây chúng ta thấy trong cái danh quyền, tức là nó có 8 quyền, tức là nói về với 15 danh quyền, và trong đó nó
nó có sắc mạng quyền, hai cái sắc mạng quyền, thì chúng ta thấy nếu như mà hiểu về một cái tinh thần tu tập á, ở mỗi một cái giá trị nó đều có một cái giới vực của nó có một cái quyền hạn của chính nó, để nó mới quyết định được, nó mới xác định được một cách rõ ràng. Chứ không phải là chúng ta tu mà chúng ta không hiểu gì mà tu được. Chúng ta phải hiểu rồi mới tu một cách rõ ràng, và sự chứng đắc cũng một cách tương tự và rõ ràng. Chúng ta mình nói tu mình không biết, rồi cứ tu, cứ ngồi cứ tu rồi cứ niệm đi, rồi thế nào cũng chứng, thế nào cũng đắc, rồi thế nào cũng thành, không phải vậy. Mà nó phải có nhiều cái, nó có nhiều cái pháp phối hợp, và nó có nhiều cái chúng ta gọi là cái pháp nó tương ưng, nó hỗ tương, cái anh nhá mang nhá nó hỗ tương, và sambojuta nó tương ưng với nhau, để mới chúng ta mới thành tựu. Nó như một trận đồ gì đó, nó phải có cái sự phối hợp, và tâm chúng ta như là một trận đồ. Nhưng cái trận đồ nào và ai, cái quyền, cái giới vứt, cái quyền hạn và cái được sự phân chia trong cái tâm của trí tuệ, của chánh niệm, của tỉnh giác đó, tự động nó sẽ phân phát tự động, nó sẽ kiểm soát tự động, nó sẽ chia đều, và nó sẽ kiểm soát chặt chẽ được. Cho nên phiền não nó mới không xâm lăng được, và cũng như là quân thù nó không có lấn vào biên cương phiền não của mình, của tâm của mình được. Thì vẫn giữ chắc như vậy, rồi xem một cái bức tường nó vững chắc, và chắc chắn rằng không cách nào, nó như là vạn lý trường thành vậy đó. Có như là không thể nào địch có thể trèo lên được, không thể nào địch có thể vượt qua được, và cuối cùng vẽ đứng trên lầu cao để nhìn lên, đứng trên lầu cao, đây kêu là lầu cao của trí tuệ, đứng trên cái lầu đó nhìn xuống những phiền não đã chấm dứt, cũng như quân thù đã chết sạch dưới cái chân, dưới chân ta. Thì cũng vậy, đó chính là một cái đạo quả niết bàn. Cho nên vì vậy, khi chúng ta nghe tự nhiên nó học cũng như là về Miska Sangaha, mà là bây giờ học về Indriya này, thì chúng ta thấy ủa sao nó chức năng của quyền 22 quyền để làm cái gì. Sự thật ra nó đặc biệt, mỗi cái pháp như vậy, con mắt, cái tai, cái lưỡi, cái mũi, cái thân này, nó đều có một cái giới vứt riêng, cái chức năng riêng, và cái cảm thụ riêng, và cái quyền hạn riêng. Nếu như không có đầy đủ được những cái đó, chẳng hạn như là cái gì, cái chức năng của khổ, chức năng của hỷ, chức năng của ưu, chức năng của xả, là điều nó có cái cách làm việc của nó có cái sở quyền của chính nó riêng. Và cũng như cái tính tấn vậy, là mỗi vậy nó có chức năng. Khi mà cái tính quyền, chẳng hạn như tính quyền, nó làm cho tâm của họ được tốt đẹp nhờ cái niềm tin này, nhờ cái giới vứt của niềm tin mà họ có thể soi sáng tất cả, có thể làm việc được tất cả như mọi thứ. Và cái tấn cũng vậy, cái sự mạnh mẽ, vân vân. Và cũng vậy, cái sự ghi nhớ hay là cái sự tập trung, và cuối cùng cái sự soi sáng, hiểu biết một cách tỏ tường. Thì tất cả những cái pháp này, nó đều phải có một sự tương quan, một sự tương ưng, như chúng ta đã nói đó. Có những lúc nó tương quan giữa sắc mạng quyền với danh mạng quyền, và có những danh mạng quyền nó tương quan những danh mạng quyền, chẳng hạn như tính tấn niệm định tuệ, hoặc là khổ lạc hỷ xả, rồi nó tương quan với cái gì, với niệm trong niệm xứ, với thọ trong thọ quán niệm xứ, rồi tính tấn niệm định tuệ quyền này nó liên quan tới cái gì, tâm trong tâm quán niệm xứ, và trong pháp quán niệm xứ, vân vân. Thì tất cả nó sẽ được phối hợp, và ngay khi đó vị đã chấm dứt được coi như thành tựu được quả vị tu đầu quần, chấm dứt được coi như là thượng phần kiết sử, hạ phần kiết sử, từng giai đoạn loại trừ các cái pháp ác bất thiện, thì đều là cái giới vứt nó một cách rõ ràng, chứ không phải là tự tu rồi thành tựu và chứng đắc. Dạ. Rồi cái tự nhiên thành lình mà nó có không bao giờ, mà nó một cách bài bản, một cách đúng đắn,
Và đây chính là cái điều mà chúng ta, nếu chúng ta học hiểu, chúng ta thấy, học được như vậy thì chúng ta mới biết được. À, cái trí tuệ, cái tinh tấn, cái niệm, cái định, hay là cái mà điều mà mình biết, cái điều mà mình có, mình chưa có, và mình đã có cái gì, có từng cấp bậc ra sao. Thì đó là những cái từ mà tri vị tri quyền, hay là tri dĩ tri quyền, rồi tri cụ tri quyền, đó là ba cái phần cuối cùng này rất là quan trọng mà chúng ta cần lưu ý. Dạ, thì con có vài lời để trong thời gian thượng tọa đã có việc giờ đây, chắc thượng tọa đã xong việc, cho nếu còn được thì cứ bình tĩnh thượng tọa quay trở lại. Dạ, sa thủ con kính thượng tọa. Sa thủ kính thượng tọa tự nguyện. Thưa quý vị, hôm qua có một thiên tai xảy ra đối với nước Mỹ. Điều này đối với người Việt Nam thì ít khi nghe đến, tức là chúng ta gọi là cơn lốc xoáy, người Mỹ gọi là tornado. Ở Việt Nam lâu lâu quý vị thấy có cái, người ta hay nói là rồng hút nước, tức là mây nó giống cái vòi, nó quấn xuống, nhưng mà thường ở bên chúng ta thì nó không có dữ dội như ở bên Mỹ, nó chỉ là cơn lốc xoáy nhẹ thôi. Nhưng mà ở Mỹ thì tornado hay là cái twister đó rất là dễ sợ. Ngày hôm qua một lúc mười mấy cái tornado nó xảy ra như vậy ở trên 6 tiểu bang, và cho đến giờ này thì hơn 100 người chết. Sáng nay thì chúng tôi nhận tin là có một gia đình Phật tử quen ở trên tiểu bang Tennessee, họ bị hơi khó, cũng nằm trong số nạn nhân này. Chúng ta hãy thành tâm để nghĩ về những người đang gặp khổ nạn, xin cho những người mất được nhiều phước lành, và những người hiện tiền sớm vãn hồi cuộc sống. Và một lần nữa thì điều này đã cho chúng ta thấy rằng không phải là mình sống ở một quốc gia mà tương đối là tổ chức tốt, một thứ thiện nghi, và chúng ta có thể an toàn hoàn toàn. Ở đâu thì Đức Phật dạy rằng cho dù lưới thẩm hàng sâu, không nơi nào thoát khổ sầu đã gieo, cái nghiệp trong quá khứ nó luôn luôn trổ. Cho dù bay bút lên trời, cho dù đã bị trốn thời được đâu, cho dù lưới thẩm hàng sâu, không nơi nào thoát khổ sầu đã gieo, thì cái nghiệp nó thể hiện qua rất là nhiều hình thức khác nhau. Và chúng ta không nên sống và nghĩ rằng mình sống nơi nào đó hoàn toàn là đã an ổn. Và thật ra không có cái gì gọi là an ổn trên thế gian này. Tất cả những bất định nó luôn luôn xảy ra. Thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại với bài học ngày hôm nay. Chữ Indriya là một chữ mà quý Phật tử khi mà học Phật pháp thì quý vị nên để ý, ngay cả trong tiếng Việt thì chúng ta cũng có nhiều cách dịch khác nhau. Hai cái danh từ được dịch tương đối rất là phổ thông đó là chữ căn và quyền. Chữ quyền đó được ngài thực sự đặc biệt dùng nhiều, và quả thực Bích Châu thường dịch là căn. Mà khi mà chúng ta nghe hai chữ này thì chúng ta không hiểu
là hai chữ đó tại sao nó có cái nghĩa hoàn toàn khác biệt mà lại cùng gì để vô dịch chữ Indriya. Thì thật ra thưa quý vị, đây là một cái nghĩa, đây cách dịch theo nghĩa thôi, mà mỗi vị dịch khác nhau. Giống như chúng ta có một từ vựng khác rất là phổ thông được chữ Pháp Quan Giác, ngài Tịnh Thiền dịch là hộ kiếp, còn qua Thượng Minh Châu á dịch hữu phật, cái dịch theo ngữ, cái dịch theo nghĩa. Thì chữ Indriya này nghĩa là gì? Ở thực tế anh thường, nếu quý vị nào đọc sách thì hay, người ta hay dùng chữ faculty. Yeah. Thì, faculty là một cái ngành hay là một cái bộ phận. Nói một cách khác đó, đó là một cơ quan. Mà cơ quan đó đó, nó có một cái trách nhiệm riêng. Chúng tôi lấy một cái ví dụ này để quý Phật tử có thể hiểu được là ngày xưa đó, Đức Phật Lâm ở tại miền Nam, chúng ta có cái chữ hội đồng, giống như hội đồng xã, hội đồng tỉnh, và sau này thì người ta có cái chữ gọi là ủy ban nhân dân. Thì cái tổ chức của người Việt Nam, tổ chức theo Tây, thành ra chúng ta có ấp rồi có xã, ngoài cái ấp còn có phường nữa, phường rồi ấp rồi xã rồi quận rồi tỉnh. Mỗi nơi bây giờ họ có cái ủy ban nhân dân, giống ngày xưa chúng ta gọi là hội đồng vậy đó. Thì như vậy là một cái hội đồng xã hay là một cái quỹ, một cái ủy ban nhân dân xã đó, tuy rằng nó nhỏ, nó ở thôn quê hay thành thị, ở chỗ đồng bằng hay là cao nguyên vân vân, thì từ đó nó có một cái quyền quyết định vấn đề riêng của nó. Nó rất khác với một cái nhân vật cao cấp nào làm trong chính phủ. Có thể là ông này bà kia làm trong chính phủ, nhưng mà những người đó đó, họ có thể là đơn thân độc mã, họ là một thanh tra, họ là một viên chức, nhưng mà họ không trở thành một hội đồng, và họ không có một cái họ không có một cái quyền điều hành riêng của họ trong một cái thế giới. Nó khác với trong một cái hội, một cái ủy ban. Dạ. Thì là ủy ban nó thấp như là ủy ban nhân dân trong xã hay trong huyện, tuy là nó nhỏ, nó địa phương, nhưng mà nó vẫn có cái quyền riêng của nó. Cái đó chúng ta gọi là Indriya. Và cái giáo lý Phật Pháp mà khi chúng ta học điều này, nếu chúng ta nhìn kỹ đó, thì thứ gì, những điều này hoàn toàn là dựa trên cái cách thiên nhiên của cuộc sống. Nó như là một bộ môn về, chúng ta học về khoa học, chúng ta nói cái cách thiên nhiên ở tại đây đó. Quý vị quan hệ chờ chúng tôi chút xíu nha. Và quý vị quan hệ, chúng tôi sẽ trở lại quý vị. Gia đình ở trên Tennessee họ đang có việc cần nói chuyện với chúng tôi đó. Quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút nha. Chư Tăng không biết là có vị nào sư tợ tự quyền hay là sư Huy Thông có vị nào quan hệ tiếp lời cho vài phút. Tại vì có công việc của họ, chúng tôi cần giải quyết chút xíu gì họ. Vậy các vị nói điều gì cũng được, không nhất thiết nó liên quan tới bài học này. Không hiểu là sư thì tôi từ hệ sư Minh Thông có bị nào có ở trước máy của hệ quan hệ đó, nó giúp cho một bài tục không? Dạ, xin thỉnh sư. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tuân lĩnh sư phụ nói vài lời về giáo pháp.
Kính thưa chư chư vị, chúng ta rất là may mắn là chúng ta sanh trong trần gian này và được vào cái room lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Tại sao? Vì cái lớp Phật Pháp Buddha Dhamma này là hàng ngày chúng ta được nghe lời dạy của Thế Tôn cách đây hơn 2600 năm mà để dạy giảng dạy chân lý cho chúng ta. Đó nghĩa là gì? Đó là cái chân lý tối thượng trên trần gian này, tức là nhân quả. Là bởi vì khi mà chúng ta có cái thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta, mà một khi chúng ta khởi lên với cái niệm tham sân si, thì Đức Phật giảng dạy rằng người nào mà khởi lên thân hành, khẩu hành và ý hành với cái tâm bất thiện đó, thì cái đau khổ sẽ theo họ như bánh xe theo chân con vật kéo. Còn ngược lại, nếu ta mà khởi lên cái tâm thân hành, khẩu hành và ý hành bằng cái tâm vô tham, vô sân, vô si, thì cái hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Kính thưa chư vị, làm sao mà chúng ta có thể kiểm soát được thân hành, khẩu hành của chúng ta? Kính thưa chư vị, chúng ta muốn kiểm soát được thân hành, khẩu hành của chúng ta thì nhất thiết chúng ta phải biết cái tâm của chúng ta trong mọi giây phút. Cái đó có lẽ là chúng ta phải thực tập thiền chỉ Samatha. Khi mà chúng ta thực tập thiền chỉ Samatha, hay là gọi là thiền định đó, là chúng ta đang sống trong cái giây phút hiện tại. Mà khi mà chúng ta đang sống trong giây phút hiện tại là chúng ta đưa cái thức biết của chúng ta vào cái tâm của chúng ta. Và khi cái thức biết của chúng ta đưa vào trong tâm chúng ta, thì một cái niệm đã khởi lên là chúng ta biết. Là bởi vì chúng ta là cái người tu hành, thì một cái niệm nó khởi lên thì chúng ta biết đó là ác niệm hay là thiện niệm, tà niệm hay là chánh niệm. Thì biết là nếu một khi mà chúng ta nghĩ đến là sân si, giận hờn, tức giận hay trả thù một người nào đó, thì chúng ta phải biết đó là cái ác niệm. Mà Thế Tôn đã giảng dạy rằng một người mà khi mà trong cái tâm của chúng ta còn cái ác niệm đó, thì khi mà thân quải mạng chung thì người đó sẽ đi thẳng vào địa ngục. Vì vậy cho nên có một lần mà Đức Phật đã dẫn một nhóm tỳ kheo khoảng 1.000 hay 500 người đi ngang một khu rừng đó. Đức Phật ngài mới cúi xuống nắm một cái nắm đất lên, rồi ngài nói này chư tỳ kheo, tất cả chúng sanh khi thân hoại mạng chung sẽ đi thẳng vào địa ngục như mà nắm đất mà Như Lai đã buông xuống. Chỉ còn một vài hạt cát hay hạt bụi nằm trong kẻ tay của Như Lai nữa, là những chúng sanh đó còn có thể trở lại làm người và hoặc có thể sanh thiên. Thì vì vậy cho nên bởi vì tại sao chuyện nó xảy ra như vậy? Kính thưa chư vị, là bởi vì chúng ta có mặt trong trần gian này không phải vì cái kiếp này, không phải cái chỉ có cái kiếp mà chúng ta ở vào cái rung lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, mà chúng ta đã có mặt trên trần gian này từ vô thủy. Đức Phật đã giảng dạy rằng thí dụ một cái trái đất này mà được dò thành những cái cục nhỏ, mình nói là cha mình, rồi ông nội mình, ông cố, ông sơ, ông sở mình, mà dùng hết quả này mà để mà làm ra những cục tròn tròn như vậy đó, thì khi mà sử dụng hết cục đất này cũng không tìm ra cái người cuối cùng trong dòng họ của chúng ta là ở đâu. Là bởi vì chúng ta đã sống trong trần gian này một cái chuỗi dài vô tận mà Đức Phật giảng dạy là vô thủy, và chúng ta sẽ sống mãi mãi trong trần gian này cho đến một cái thời gian nào mà Đức Phật gọi là vô chung, trừ phi chúng ta đắc A-la-hán thì chúng ta sẽ không còn sinh tử luân hồi nữa. Với những cái sự hiểu biết mà Đức Phật đã giảng dạy chúng ta như vậy đó, thì cái việc cấp nhất, cấp thiết của chúng ta là phải hàng ngày vào rung và học Phật Pháp. Học Phật Pháp tức là phải hiểu rằng cái chân lý mà Đức Phật đã giảng dạy chúng ta đó là cái chân lý tuyệt đối, không bao giờ sai. Mà may mắn cho chúng ta là chúng ta được gặp một vị Phật chánh biến tri, đi bằng con đường trí tuệ. Đi bằng con đường trí tuệ tức là ngài phải trải qua 20 A tăng tỳ kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất. Nguyên Thông không nói hết 20 A tăng tỳ kiếp, Nguyên Thông chỉ nói một A tăng tỳ kiếp thôi. Một A tăng tỳ kiếp tức là cái kiếp sống mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tu hành. Thí dụ như là một cái sa mạc, mà một cái sa mạc đó có mỗi hạt cát đại diện cho một kiếp của con người. Mà quý vị sẽ biết cái sa mạc là bao nhiêu.
Cái sa mạc đó mà Đức Phật gọi là một cái A Tăng Kỳ. Mà A Tăng Kỳ là một cái có trong cái ngôn ngữ của Ấn Độ là một con số nhiều không thể kể xiết. Thì không phải là 100 mà 1 triệu chứ gì nữa. Nhưng mà cái đó nó có cái định nghĩa là như là một con số 1, rồi 140 con số 0 nằm phía sau. Thì quý vị biết là một con số mà nó có 141 số là chúng ta không biết con số ra là bao nhiêu. Đó, đó chỉ một A Tăng thì kỳ thôi rồi. Giờ 100.000 đại kiếp trái đất, bây giờ Nguyên Thông không nói 100.000 mà chỉ nói một kiếp thôi. Thí dụ cái trái đất mà chúng ta đang sống đây đó, là trái đất này Thế Tôn đã giảng dạy rằng có thể chứa được 5 vị chánh biến tri, mà Ngài là người thứ tư. Rồi cái một vị chính bắn chánh biến tri sau nữa đó là phải 20 A Tăng tỳ kiếp. Một A Tăng tỳ kiếp của lại một A Tăng tỳ kiếp đó thì mình có thể nói là nó nhiều lắm, nó lâu lắm. Và vì vậy mà chúng ta may mắn mà khi mà sống trong một cái thời điểm trên trần gian này, mà trong đó còn có giáo pháp của Thế Tôn đó, thì chúng ta rất là may mắn. Bởi vì nếu mà Đức Phật đã giảng dạy rằng vì mà Ngài đã bị Ngài A Nan hỏi một câu là: kính thưa Thế Tôn, những pháp mà tỳ kheo chứng được thì tỳ kheo ni có thể chứng được hay không? Thì Thế Tôn phải nói cái sự thật là những pháp mà tỳ kheo có thể chứng được, Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thì tỳ kheo ni vẫn có thể chứng được. Thì lúc đó là cái lúc đó bà Gotami là bà mẹ kế của Thế Tôn, cùng với 500 người mà đã đi đến năm mai để đi đến gặp Thế Tôn để xin được xuất gia đó. Mà lúc đó thì tất cả những người đó đầu gối hay là chân đều đi chảy máu, bỏ đi không có mang giày đó. Thành ra dưới sự việc đó, Đức Phật đành phải cho những người đó vào xuất gia. Mà khi cho người đó vào xuất gia thì Đức Phật cho biết rằng cái giáo pháp mà lẽ ra đó, thì nó kéo dài 10.000 năm của giáo pháp của một vị chánh biến tri. Vì cho tỳ kheo ni đưa vào thì chỉ còn ở 5.000 năm thôi. Vì lý do là hồi bên Ấn Độ đó, thì cái Ấn Độ nó có một cái văn hóa mà nghe thức cười. Ngay cả mấy người Mỹ qua bên Ấn Độ, mà người Mỹ mà đàn bà đó thì mà đi lang thang ngoài đường thì vẫn bị hiếp dâm. Mà cái chuyện đó xảy ra không có thể nói là quá thường xuyên, nhưng mà đã xảy ra một vài lần. Và cái điều đó, vì vậy cho nên Đức Phật giảng dạy rằng tất cả những cái tỳ kheo ni, mà cái những chùa có tiểu kheo ni đó thì phải nằm trong cái tầm nhìn của cái chùa của tỳ kheo để mà thể họ bảo vệ. Bởi vì tỳ kheo cần phải bảo vệ cái sự an toàn của tiểu kheo ni đó, cho nên là cái giáo pháp phải bị chia ra chỉ còn cái 5.000 năm mà thôi. Mà bây giờ đã là 2.565 năm rồi. Thì 5.000 năm mà đây là 2.565 năm rồi, thì bây giờ có thể nói là cái giáo pháp đang hồi kỳ và hưng thịnh. Rồi đến chừng 3.000 năm rồi 4.000 năm, thì lúc đó sẽ đi giáo pháp sẽ nó lần lần nó tiêu tan mất. Thì trong kinh đã để lại là cái tạng mà Abhidhamma đã sẽ mất trước, rồi sau đó là tạng luật, rồi tạng kinh và tạng luật. Thành ra bây giờ chúng ta may mắn mà chúng ta còn sống đây, và cái giáo pháp hầu như vẫn còn nguyên vẹn, thì chúng ta nên tinh tấn tu hành. Bởi vì kính thưa chư vị, hồi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy đó, thì chúng ta thấy là khi mà Ngài giảng dạy rồi có bao nhiêu người chứng quả đắc quả, là tại vì khi mà một vị Thế Tôn xuất hiện trên trần gian này là những người đã có cùng thời với Ngài, đã học hợp, đã có thể là gặp Ngài giảng dạy thì chứng quả, mà là bởi vì những người đó đều có tu hành.
Thí dụ như mình nói là ngài Bipphali Kassapa và Phada Kapalani là hai người đó đã gặp nhau và đã tu hành, đã sống nhiều năm ở trên cung trời Đao Lợi, rồi nhiều năm ở trần gian này và đã có tu hành. Vì vậy cho nên những người mà đã có tu hành như vậy cho nên gặp Đức Phật thì ngài đã giảng dạy, thì ngài Kassapa đã chứng A-la-hán. Thì đó là khi mà chúng ta đọc kinh, chúng ta thấy là những người mà cùng thời với Đức Phật mà gặp được Đức Phật là không phải ngẫu nhiên, mà đó là những người đã từng gieo duyên tu hành với Thế Tôn, hoặc là bà con với Thế Tôn, hoặc là đã có nhiều năm tu hành, và nhờ vậy cho nên những người đó gặp Thế Tôn là nhiều người đã tu hành những đắc đạo như mà chúng ta đã thấy biết, đã nghe biết. Vì vậy cho nên kính thưa chư vị, hồi đó không biết là chúng ta có gặp Thế Tôn hay không, nhưng mà bây giờ chúng ta đã gặp được cái giáo pháp của ngài. Nguyên Thông nghĩ rằng nếu mà chúng ta tin tưởng tu hành thì khi mà chúng ta đã có gieo trồng được những cái parami là cái ba la mật đó, thì khi mà Đức Phật, Đức Thế Tôn thứ năm là ngài Mê Giá ra đời, thì Nguyên Thông nghĩ rằng lúc đó chúng ta có thể gặp ngài để mà ngài giảng dạy, nhờ cái công năng tu hành hiểu giáo pháp, hiểu chân lý, thì một vị Thế Tôn, một vị chánh biến tri thấy rằng chúng ta có chỗ nào khuyết điểm thì ngài chỉ vào cái chỗ đó, lúc đó chúng ta có thể nghe, hiểu và thực hành để giác ngộ và thoát khỏi cái sanh tử luân hồi trần gian này. Đó là con đường mà con nghĩ là chúng ta đang đi. Và nếu mà chúng ta không hiểu cái giáo pháp thì chúng ta không thể nào mà nghe pháp và chấp nhận được. Bởi vì khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đắc quả vô thượng bồ đề rồi đó, thì ngài dùng cái thời gian một tuần lễ ở ngay cái cội cây bồ đề ở bên Ấn Độ đó, là cái chỗ mà bây giờ đó, thì ngài đã quán sát cái giáo pháp của ngài như thế nào. Thì sau khi ngài quán sát thì ngài mới nói là cái giáo pháp này rất khó nói, mà dầu có nói ra thì rất khó nghe, mà dầu có nghe thì cũng rất khó hiểu, mà dầu có hiểu cũng rất khó chứng, rất khó đắc. Và vì vậy cho nên ngài đã khởi cái tâm là ngài sẽ niết bàn ở đó luôn. Nhưng mà may mắn cho chúng ta thì ở trên cung trời Đao Lợi có cái ngài Phạm Thiên tên là Sahambati. Thì ngài Sahambati mặc dù là vị Phạm Thiên nhưng đã có chứng quả và có tha tâm thông. Cho nên khi mà cái tâm của Thế Tôn đã khởi lên như vậy là thì ngài Phạm Thiên là giật mình, sợ rằng cái giáo pháp bị tàn lụi đi. Cho nên ngài mới bay xuống, ngài bay xuống này đảnh lễ Thế Tôn. Ngài nói rằng kính thưa Thế Tôn, trần gian này có những mà trong mắt của họ có ít bụi, nếu Thế Tôn chứng quả thì ngài sẽ chúng sanh sẽ đắc. Kính thưa chư vị, là đã đến rồi, bây giờ con xin được mai là chư sư phụ để sư phụ tiếp tục cho chương trình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính mời sư phụ trở lại mai. Chư Phật nghe xin truyền sư Nguyễn Thông. Thưa quý vị, chúng ta trở lại với bài học và ngày hôm nay. Chúng ta muốn tất cả chúng ta đọc vào danh sách 22 quyền này với một cái nhìn xuyên qua giáo lý vô ngã, đó là đôi khi mình nghĩ rằng mình độc lập, đôi khi mình thực sự mình có cái quyết định riêng của mình, nhưng mà kỳ thật thì cuộc sống, cái gọi là cuộc sống của chúng sinh đó, nó vốn có một số cái chi phối, những chi phối đó nó nằm ở bên trong thân tâm và tâm của chúng ta. Và bởi vì nó là một sự hỗn hợp, nó là một sự kết tụ của nhiều cái cơ quan, của nhiều cái thành tố, và cái nào nó có quyền hết. Thật ra người ta không thể gọi là có một thứ quyền tuyệt đối. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là trong dân gian có câu nói là phép vua thua lệ làng. Ông vua thì nó là vua thật,
ông vua là ngồi trên trong họ, ông vua quyết định nhiều thứ, nhưng mà không phải là cái gì ông vua quyết định ra đó thì điều đó đó nó cũng được làm tốt, được áp dụng hoàn toàn hết. À, chúng tôi lấy một ví dụ là ngay cả một vị vua mà rất là chịu khó chăn dân trị nước thì cũng không có đơn giản để mà để đưa cả quốc gia trở nên phồn thịnh, trở nên phát triển, trở nên văn minh, mà nó còn tùy thuộc vào ở địa phương rất là nhiều. Hay là ngày hôm nay người ta nói rằng cái chức vụ tổng thống Mỹ là một cái quyền hành bậc nhất của thế giới, tại vì nước Mỹ là một siêu cường, đúng nghĩa là một siêu cường. Nhưng không phải mình lên làm tổng thống rồi thì từ trung ương tới địa phương cái gì cũng quyết định hết, mặc dù mình mạnh đó. Nhưng mà rồi thưa quý vị, nó cũng phải tùy thuộc vào thí dụ ở Mỹ có chính quyền liên bang, rồi chính quyền tiểu bang. Chính quyền tiểu bang còn có chính quyền của county, chính quyền của thành phố. Và mặc dù những cái cơ quan nằm ở trong từng địa phương nó nhỏ, nhưng mà nó có cái quyết định riêng của nó, nó có cái tính cách riêng của nó. Chính quyền của tiểu bang Texas nó không như California, không giống Florida. Thật ra ở Mỹ này có nhiều khi có những chuyện mà gọi là trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Ví dụ như là Tổng thống Biden hiện tại là có cái luật là yêu cầu tất cả những cái nhân viên làm việc cho chính quyền liên bang và các cơ sở mà có một cái số người tương đối là 100 người chẳng hạn thì phải chích ngừa, chích vaccine là một cách để phòng chống COVID. Nhưng mà rồi có nhiều tiểu bang, như tiểu bang Florida, họ nói không, tôi không có muốn chích vaccine. Hay là có những người họ nói là vaccine là một âm mưu thế này thế kia. Thì không phải mình làm tổng thống mà quyết định tất cả đâu. Nó có, vẫn có những trường hợp mà nhóm này, nhóm kia, cơ quan này, cơ quan khác, nó có cái quyết định riêng, nó có đường hướng riêng. Cái đó nó cho chúng ta thấy cái ý nghĩa của cái gọi là faculty. Thì thưa quý vị, ở trong mỗi người ta đó, riêng về các căn, ví dụ nhãn nghĩ thì thiệt ý căn, thì mỗi một cái căn như vậy đó, nó vẫn có một cái chi phối nhất định. Thí dụ như hôm nay quý vị muốn ngồi thiền, tâm mình muốn tu, muốn yên ổn, nhưng mà tự nhiên mình thèm thuốc lá, tại mình nghiện thuốc lá. Thì thưa quý vị, cái mà nghiện thuốc lá nó là một thói quen liên quan đến thiệt căn chẳng hạn. Cũng có thể là nó cũng liên quan đến tỷ căn. Và cái thiệt căn hay là tỷ căn của chúng ta đó, nó vốn quen với cái đó rồi. Bây giờ tự nhiên bỗng mà ngồi thiền yên, ngồi yên hay là lái xe một mình, tự nhiên lại thèm hút một ít điếu thuốc, hay là thèm ăn cái gì đó. Thì cho chúng ta thấy rằng mặc dù mình rất là muốn ngồi thiền, mặc dù mình muốn tập trung, nhưng mà tự nhiên cái nhu cầu của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi đó, nó có một cái riêng của nó. Và cái riêng đó nó cũng chi phối. Hay là quý vị thấy rằng một người ra làm thủ tướng hay là ra ứng cử viên tổng thống thì lẽ ra tất cả mọi người giống nhau, nhưng mà ở trong cái cách thế của người nam và người nữ nó vẫn có cái khác. Dạ, chứ không phải là nó giống được một người nữ do cái giới tính. Thành ra từ cách đi đứng phát biểu nó cũng bị chi phối bởi cái nam tính và nữ tính. Chúng ta đồng ý là mình nói là trong cái thời đại mà người ta muốn nam nữ bình đẳng, nhưng mà đó là bình đẳng, nhưng mà cái giới tính nó vẫn đóng một vai trò. Dạ, đóng một vai trò nào đó ở trong cuộc sống hàng ngày, dù không thì chúng ta cũng không thể tách biệt được. Và rồi thưa quý vị, chúng ta cũng thấy được như năm cái căn ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta: tính tấn, niệm, định, huệ. Ngay cả khi mình đi tu đó, thì cái căn ấy nó cũng không có nó không có năm quyền đó, tính quyền, tấn quyền, thì thường chúng ta
đó, đọc trong ba vị pháp trường đạo chúng ta dùng chữ căn hơn, chữ quyền, mặc dù chúng sự chỉ indriya, thì nó tương tự như là chúng ta làm sếp ở trong một cơ quan, là người lớn, nhưng mà tuy rằng mình người đứng đầu cơ quan rồi, mình cũng phải tìm cách để thỏa hiệp, tìm cách để nói chuyện với nhiều nhân viên khác nhau. Tại vì có người này nổi trội hơn người kia cả quyết hơn người nọ, và một mỗi người có một cái tánh ý khác. Thì năm cái căn hay là năm quyền trong cuộc sống tu tập của chúng ta là đức tin, là sự tinh tấn, là niệm, là định, là tuệ. Để chúng ta có thể đi tới thì chúng ta phải có cái khả năng quân bình, không để cho một trong năm căn nó nổi trội quá đáng và nó lấn áp những cái quyền kia. Là ví dụ như là trong kinh điển có đề cập đến những trường hợp có những người mà thưa quý vị họ tinh tấn quá, và tinh tấn quá như ngài Sona chẳng hạn, hay là chính tu vị Ananda, khi mà trong lúc tu mà quá tinh tấn đi, thì cái tinh tấn là tấn quyền đó, nó cũng lại là một trở ngại, tại vì nó nổi trội hơn là hay, nói chung là có một cái gì đó nổi trội thì nó làm xáo trộn cái khác. Ngay cả chúng tôi làm trụ trì trong chùa, chúng tôi biết một chuyện đó là cái gì mình cũng phải quân bình hết. Nó lạ lắm thưa quý vị, cái sự quân bình đó là cái gì cần thiết. Tự nhiên có một người nào đó mà được ưu tiên nhiều thứ, tự nhiên có một người nào đó mà đứng ra làm trời làm đất một mình đó, thì nó cũng xáo trộn cho tất cả. Thành ra cái khả năng mà để mà tạo ra cái sự quân bình đó, nó sẽ giúp cho chúng ta đi tới, giúp chúng ta đi tới. Nhưng mà cả năm tính tấn niệm định huệ đó nó đều cần, và cũng phải nói thật là mỗi chúng ta đó nó thường có cái sở trường và sở đoạn, nó mạnh về cái gì đó và nó yếu về cái gì đó. Quý vị thấy có nhiều người rất là mạnh về trí tuệ nhưng mà họ lại yếu về đức tin, yếu về sự tinh tấn, hoặc giả là đây là cái trường hợp thường có, đó là chúng tôi gặp những vị đi tu có vị học rất giỏi nhưng mà đời sống rất là thất niệm, ít có cái sự tỉnh giác ở trong thân tâm, đối với thân tâm trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng ngược lại có nhiều vị về cái niệm căn rất là tốt, niệm căn rất là tốt, là có một cái ý thức thường xuyên về cái gì làm, mình nói, mình suy nghĩ, không có sống thất niệm. Nhưng mà tuệ căn là yếu, học thì học cho có học thôi chứ không nhớ nhiều, ít có suy tư nhiều. Thì chúng ta thấy rằng trong cái căn bản về cái nền tảng của sự tu tập chúng ta đó, thì tính tấn niệm định tuệ thôi, nó là năm cái nền tảng, nó là cái mạnh mà nó cũng là cái yếu của chúng ta. Chúng ta nói cái mạnh mà cái yếu là nếu mà nó nổi trội, tính mà nó mạnh quá đó, thì khiến cho những cái khác là yếu đi, tuệ mình quá cái khác yếu đi, niệm mình quá yếu khác đi. Thành ra các vị mà thiền sư, các vị dạy là mình tu không phải thiện pháp lúc nào cũng tốt, thiện pháp vừa vừa tốt, nhưng thiện pháp nhiều quá thì không tốt. Chúng tôi lấy ví dụ mình ở trong chùa, cái chuyện mà làm vườn trang trí là chuyện tốt, nhưng mà sống một vị sư mà tối ngày cứ bày ra trang trí, bày qua làm vườn trồng cây kiểng hoài, mà cả chùa đều phải tập trung làm cây kiểng thì nó học đấy. Ý chúng tôi nói rằng có làm vườn là trồng hoa rồi tốt, nhưng mà nếu mà mình là vị tu sĩ mà tối ngày cái chuyên trồng hoa không, rất có vấn đề, quý vị thấy không? Thành ra khi mà chúng ta học về năm căn hay năm quyền tu căn đó, thì cái yếu tính quân bình để giúp chúng ta đi tới. Và cái điều mà rất là thú vị ở tại đây là chúng ta nói về trí tuệ. Chúng ta nói về trí tuệ. Trí tuệ ở đây thì lát nữa chúng tôi sẽ trở về nói pháp bản thể đó. Nhưng mà nếu quý vị để ý thấy đoạn sau đó, gợi ý cho chúng ta những cái điều mà rất là lợi lạc. Ba
ba cái pháp. Dạ. Ba cái pháp cuối cùng gọi là tri vị tri quyền, là biết cái chưa từng biết. Dạ, biết cái chưa từng biết. Đó là cái tuệ giác của tâm sơ đạo. Tâm sơ đạo là cái tâm mà thật sự cảm nhận Niết Bàn một cách trực tiếp, một cách chân xác lần đầu tiên của một người biết là Niết Bàn. Thì do biết lần đầu tiên gọi là biết chưa từng biết, do đó có một cái tác động rất là mạnh. Dạ, tác động rất là mạnh đối với hạnh tu đạo quân. Từ bờ này qua bờ bên kia. Và kiến biết thứ hai rất gọi là tri dĩ tri quyền. Tri dĩ tri quyền. Dạ. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ đi học với người tình sự, ngồi nói chuyện về cái vụ tri vị tri quyền, tri dĩ tri quyền. Có một anh Phật tử, anh là người miền Nam, anh đọc chữ VD, VV đọc giống nhau thôi. Mà anh đọc xong hồi cô Bảy Bích Phúc nghe, không biết anh nói là tri vị tri quyền hay tri dĩ tri quyền. Tại vì nếu đọc không khéo thì nghe không phân biệt được. Mặc dù một cái dấu nặng với là dấu đã. Thì cái tri dĩ, tức là cái chưa từng biết ấy, thì nó có một cái mạnh riêng của nó. Mà do đã biết rồi, bây giờ biết trở lại thì nó có mạnh riêng nữa. Yeah, nó biết có mạnh. Ví dụ như là quý Phật tử chưa bao giờ đến thành phố nào đó, mà lần đầu tiên được đến, nó cho chúng ta cái cảm giác khác. Và do chưa từng đến, nó có một cái ấn tượng của cái mới nó khác. Nhưng mà khi mà chúng ta đã đến rồi, vì chúng ta trở lại, do cái sự trở lại đó, bây giờ chúng ta tinh tế hơn, chúng ta nắm vững hơn, thì cái đó nó là một ý nghĩa khác. Và đặc biệt là cái biết gọi là biết hoàn toàn, gọi là tri cụ tri quyền. Tri cụ tri quyền tức là biết cái hoàn toàn. Thì ba câu này á, nó lại tình cờ, nó lại rất là thú vị, là nó đi ở trong một cái bài kinh rất là nổi tiếng của Phật giáo Bắc truyền, tức là kinh Bát Nhã. Ở trong Bát Nhã có cái câu gọi là chú thuyết đó, thần chú Bát Nhã đó. Gate là yết đế là đi. Dạ, ba la yết đế, para gate là đến bờ bên kia, para sam gate biết một cách hoàn toàn. Dạ, tức là hãy đạt đến, và đạt đến bờ bên kia, và đạt đến một cách hoàn toàn. Thì ba cái câu về yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế đó, thì nếu mà cái người mà biết tiếng Phạn, nó hiểu tiếng Phạn, gate para gate, para sam gate đó, thì nói lên ba cái tuệ giác. Dạ, tuệ giác mà chúng ta nói tại đây là tri vị tri quyền, tri dĩ tri quyền và tri cụ tri quyền. Ba cái biết này đó, biết cái chưa từng biết, và một cái nữa là cái biết là do đã biết rồi, một cái biết khác là cái biết hoàn toàn. Thì ba cái tính cách, ba cái công đoạn, ba cái loại tuệ giác này đều có một cái công lực rất là mạnh lắm. Dạ, rất mạnh đối với trong cuộc sống của chúng ta, mặc dù cùng tuệ giác, bởi vì cái tuệ giác của một vị nhập lưu, của một vị thánh sơ quả đó, đừng nói là sơ quả mà nó yếu đâu, từ bên này nhảy sang bên kia, đó là một cuộc vượt thoát. Lần đầu tiên thấy được cái đó có cái năng lực mạnh lắm. Do vậy, thưa quý vị, chính vì cái gọi là tri vị tri quyền này đó, nên đoạn tận tất cả cái gì mà gọi là kiết sử thuộc về kiến chấp hay là cái nhìn sai lầm. Dạ. Gọi là Dasani đó, là do thấy. Dạ. Cái là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Thân kiến hoài nghi giới cấm thủ là ba cái kiết sử, là do cái nhìn sai lầm. Mà một khi mà
đã thấy được niết bàn rồi thì dứt khoát không bao giờ có ba cái gì sai lầm này về thân kiến và nghĩ và cảm thụ. Nó tương tự như là người ta nói mình đi trong đêm đen, một khi mà trời chớp, mặc dù chỉ chớp một cái thôi, nhưng mà mình thấy rằng à, mình đang ở trong rừng, ở xa xa là có cái nhà và có con đường dẫn đến nhà, và mặc dù chớp rồi tắt, nhưng mà chúng ta hoàn toàn khẳng định rằng có đường đi, có điểm đến, chứ không phải là ở dưới đêm đen không biết đi đâu về đâu, không có như vậy. Và cái gọi là tri vị tri quyền đó, thì thứ vị ở trong Thắng Pháp dùng cái chữ người là cái thánh, cái biết của vị sơ đạo là do thấy mà đoạn được phiền não, rồi tiếp theo là do tu tập. Nhưng tu tập ở đây thôi, tức là mà lại được lặp lại, do đó nó tinh tế hơn, do đó nó mạnh hơn. Cũng giống như mình chưa bao giờ biết thành phố Paris là gì, thì lần đầu tiên mình đến mà chỉ có cái khái niệm là Paris là một thành phố hài hòa về về cấu trúc và thơ mộng với những con đường, và có một cái nét rất riêng của một thành phố phát triển lâu năm chẳng hạn. Nhưng mà khi mà chúng ta trở đi trở lại nhiều lần thì Paris nó sẽ khác. Và Paris sẽ khác, chúng ta có thể phân biệt được cái vòng đai của Paris, cái Ferrefric như thế nào, những cái nơi như Place Italy hay là những cái giao điểm ngã 5, ngã 6, ngã 7 lối vào Paris ra sao. Rồi chúng ta biết về những cái khu phố chính như là Saint-Élysée thế nào, chúng ta biết rõ hơn. Thì cái mà cái biết lần đầu nó có cái thế mạnh của cái biết lần đầu, mà cái biết lặp đi lặp lại nó cũng có cái thế mạnh của lặp đi lặp lại. Và đặc biệt khi mà chúng ta gọi là Prasamkate, tức là đo tăng ý đế, là biết một cách toàn diện, biết cách hoàn toàn, thì nó lại có một cái thế mạnh khác của cái biết hoàn toàn. Ba cái này đó thì thứ vì thật sự hôm nay chúng tôi không có dịp để đầu sâu, nhưng mà chúng ta nhớ là ba cái tính cách tự giác này, thấy vị trí nó không có giống nhau đâu. Cái tự giác của một vị tu đà huận mang tính cách hoàn toàn khác với vị tư đà hàm và a-na hàm, và cái tự giác của vị thánh hữu học so với vị thánh vô học, tức là đoạn tận một cái tự giác của vị a-la-hán hoàn toàn khác biệt. Bởi vì khi mà chúng ta học vào 22 quyền này đó, thì chúng ta thưa quý vị rằng đây không phải là một cái bản liệt kê gồm có cả vật chất và tâm thức, gồm có cả cái phàm tâm và thánh trí, gồm có cả cái các căn và các cái giới tính, hay là về các quyền trong đời sống và cái quyền trong sự tu tập và cái chức năng chuyên biệt đặc biệt ở trong sự giác ngộ, mà đó là một cái tổng quan. Thật ra thì đề tài này là một đề tài lớn, là một đề tài quan trọng, và khi chúng ta sống thì nó cho chúng ta thấy được cái gọi là giáo lý vô ngã trong cuộc sống. Bởi vì đôi khi cứ vì một người ở Việt Nam mà qua bên Mỹ đó, rất là khó giải thích để hiểu được thế nào là một cái hệ thống hành chính của Hoa Kỳ. Ví dụ ở Việt Nam, trường hợp ông thủ tướng hay là ông chủ tịch ra lệnh biểu làm cái này làm cái kia, quyết định này quyết định kia, giải quyết trực tiếp vào vấn đề. Ở Mỹ có nhiều trường hợp không phải vậy. Ở Mỹ thì nó là một sự hỗn hợp của ba ngành, chúng ta nói là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Có những chuyện tổng thống đưa ra quốc hội không chịu thông qua, có những chuyện mà tổng thống đưa ra quốc hội thông qua qua rồi, nhưng mà rồi bên tư pháp, bên tòa án liên bang là phủ quyết. Có những chuyện mà mình mới nghe nhìn đó, nó trái khoái lắm, ví dụ như là chuyện mà chích ngừa, đó là nhân viên phải chích ngừa vaccine nữa COVID, bị tổng thống đưa ra, chúng ta thấy chuyện đó hợp lý mà tổng thống đưa ra, nhưng mà rồi có một vị thẩm phán ở tại New York là nói rằng người ta có cái quyền chết hay không chết, đó là quyền người ta,
không nên làm như vậy, thì tạm thời cái chỗ đó ngược lại là chúng ta thấy lạ. Hay là đôi khi có những chuyện mà chính quyền liên bang đưa như vậy nhưng mà tiểu bang không làm theo, mà ngay cả trong tiểu bang thưa quý vị, không nhất thiết là cái vị thống đốc của tiểu bang lại có quyền hết cái tiểu bang mình. Nó phải tùy thuộc vào county, mỗi county. Nhưng mà ví dụ như chúng tôi ở Houston đó là có một vị thẩm phán ở Harris County lại có cái quyền chủ trì, rồi chẳng hạn mà thành phố họ lại có quyền riêng của họ. Không phải là về vấn đề gọi là dân cư hay là nhiều vấn đề khác mà tiểu bang thì quyết định được hết, mà nó còn tùy thuộc vào county, vào thành phố, và nó có sự chồng lấn với nhau. Và bởi vì bên Mỹ về vấn đề mà thực thi pháp luật đó, thì nó không có đơn giản để chúng ta trình bày. Nhìn thấy giống như là một cái xã hội nhiều cha nhiều chú, nhưng mà kỳ thật đó là một hệ thống rất là dân chủ. Hệ thống rất là dân chủ, không như ở bên Việt Nam của chúng ta là người miền Bắc á, muốn sao thì miền Trung miền Nam phải nghe hoàn toàn như vậy. Hay là một cái chuyện mà ở trung ương muốn như thế nào ở miền Nam nghe vậy. Chúng tôi nhớ là hồi sau 75 á, là lúc bây giờ ở ngoài miền Bắc á, người ta chưa có buôn bán được, thì ở miền Nam mà ai buôn bán thì bị cái tội gọi là tư sản bài bản. Tư sản bài bản tức là chỉ đơn giản là anh buôn bán thôi, thành ra họ có câu trợ đánh tư sản bài bản. Hay là ở bên miền Bắc người ta lúc đó chưa có nhạc vàng á, thì họ nghe nhạc vàng như là lúc bây giờ ở miền Nam mà nghe nhạc bolero á, thì cũng gọi là phản động, gọi là tàn dư cái văn hóa cũ vậy hả. Nhưng mà rồi sau này ngoài miền Bắc á, người ta làm ăn được thì ở miền Nam được làm ăn, hay miền Bắc họ nghe nhạc vàng được thì ở miền Nam lại nghe nhạc vàng được. Thì cái tính cách đó nó không có ở tại nước Mỹ á, thì thưa quý vị, là cái chuyện của liên bang khác và chuyện của tiểu bang khác, chuyện của thành phố khác. Thì khi chúng ta học về cái quyền nó cũng giống như vậy. Chúng ta học quyền, chúng ta hiểu rằng một cái gọi là tôi là ta, tôi có quyền lắm, tôi là như vậy đó. Nhưng mà kỳ thật chúng ta lệ thuộc rất nhiều. Chúng ta lệ thuộc vào các căn, chúng ta lệ thuộc vào ý, vào tâm, chúng ta lệ thuộc vào giới tính, chúng ta lệ thuộc vào khuynh hướng cá nhân. Chưa kể chúng ta thử về trí tuệ. Trí tuệ nó có nhiều kiểu. Quý thấy ở đây riêng về cái pháp bản thể đó. Chúng ta có pháp bản thể của tuệ quyền, cũng là trí tuệ. Mà tri vị tri quyền cũng là trí tuệ, cũng là thuộc tánh trí tuệ. Mà tri dĩ tri quyền thuộc tánh trí tuệ, và tri cụ tri quyền cũng thuộc tánh trí tuệ. Nhưng thuộc tánh trí tuệ nằm ở đâu, ở trong hoàn cảnh nào, ở trong trường hợp nào? Bởi vì chúng ta đôi khi mình nói calorie, hỏi calorie tốt hay không tốt cho cơ thể, chuyện đó cũng tùy nha, tùy chứ không phải calorie lúc nào cũng tốt hết. Có những người mà ốm yếu không đủ thì cần ăn cho đủ calorie. Hồi nhỏ chúng tôi nhớ ở Việt Nam á, là ăn cái gì có nhiều calorie, có nhiều đồ bổ là tốt thôi. Bây giờ bên Mỹ người ta hô hào là nên kiểm soát calorie, các calorie intake, nhất là những người bị tiểu đường hay là đời sống mình hàng ngày ăn nhiều calorie quá, đôi chừng nó có vấn đề. Do vậy chúng ta phải để ý là nhiều khi mình nói cái đó tốt, cái đó xấu á, nó tốt là tốt ở đâu, ở trường hợp nào, và nó xấu xấu ở đâu, xấu trường hợp nào. Và càng học về cuộc sống, dù là qua kinh điển hay là qua cái kiến thức thế học ở bên ngoài đó, thì chúng ta càng hiểu rõ thêm cái giáo nghĩa rất là quan trọng Phật giáo gọi là vô ngã. Vô ngã tức là không có một cái độc quyền và không có chủ quyền duy nhất, mà đó là một sự hỗn hợp của nhiều thứ. Và nếu chúng ta không chấp nhận điều đó thì chúng ta khổ. Chúng ta chấp nhận điều khổ. Như là bây giờ một người sống ở trong căn nhà, nói đây nhà của tôi, mọi thứ phải theo tôi hết. Không phải. Ai mà sống mà nghĩ rằng mọi người ở trong nhà đều phải theo ý mình hết, người đó học sinh buộc sẽ phiền não. Tại vì sao vậy? Tại vì những thành viên khác trong gia đình họ có cuộc sống riêng, dù họ lớn dù hay nhỏ, nam hay là nữ, dù là con hay là dâu rể gì, mỗi người cuộc sống riêng. Thành ra chấp nhận sống chung, chấp nhận sống chung. Đó là một cái nghệ thuật rất là quan trọng. Và ở trong giáo lý vô ngã đó, dạy chúng ta một điều rằng không nên đòi hỏi mọi thứ đều phải theo ý muốn của mình, không thể đòi hỏi mọi thứ đều là chủ quyền của mình. Ngay cả thân, ngay cả tâm của chúng ta, thì thân quý vị thấy có bao nhiêu
cơ quan riêng thuộc về sắc pháp, tâm có bao nhiêu cơ quan thuộc về danh pháp, và những cơ quan này đó nó có tư cách độc lập riêng của nó, mà nó có liên hệ riêng của nó. Bảo rằng mình không có quyền gì hết thì cũng không phải, mà bảo rằng mình có quyền tuyệt đối thì không phải. Nó không phải như vậy. Nó là cái gì đó mà giống như bây giờ quý vị có con thì con quý vị nuôi hồi nhỏ tới lớn, tới cái tuổi mà ta gọi tuổi khó dạy nhất là tuổi teenager. Teenager mà cha mẹ cứ nghĩ rằng con là nó phải nghe lời của mình. Mình biểu nó ở nhà là ở nhà, biểu nó đi đông, biểu nó đi đây, biểu đến trường không có. Mà người ta dạy rằng, tuy đó là con của mình, nhưng ở cái tuổi đó thì nó hay chống đối, tuổi đó nó hay có quyết định riêng, nó thế này thế kia, thì mình phải biết nương nhẹ. Và cái sự nương nhẹ đó là cần thiết. Nó cho chúng ta thấy rằng đó là một cái nhìn phải chăng. Dạ. Chúng ta rất là sợ là khi mà mình hiểu cái gì, mình hiểu cái tuyệt đối. Bởi vì con người chúng ta không có hiểu sự vô ngã đó, nó khổ lắm thưa quý vị. Chúng ta hiểu giáo lý vô ngã rất khổ. Cuộc sống mình không làm chủ hoàn toàn đâu, mà cuộc sống nó là sự hùng hợp, nó là một sự hỗn hợp, nó là một cái sự tích tập của nhiều thành tố, và mỗi thành tố đó nó đều có cái tự tánh. Do vậy bảo rằng mình không liên hệ gì hết cũng không phải, nhưng mà mình có quyền hết cũng không phải. Và chúng ta chịu khó ngồi suy nghĩ về các chi pháp của chị Indriya thì chúng ta sẽ xác rằng ở đó nó có nhiều cái lợi lạc. Chúng tôi xin lỗi quý vị nãy giờ chúng tôi nói hơi trễ một chút, và bởi vì ngày hôm nay có một gia đình ở trên Tennessee bị hệ đồ hôm qua, chúng tôi lại bận ra vào, thành ra tiếc là không có thời giờ để nói về đề tài này. Đây là một đề tài đặc biệt rất là quan trọng. Chúng tôi mong rằng quý Phật tử có đọc kỹ lại bài học này. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của trường Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính truyền chư Tụng Đức đã vào rung để thuyết giảng. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có giáo trình Phật học cơ bản, và chúng tôi sẽ là vị phụ trách. Xin thân chào tạm biệt quý ngài và quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Nhạc. Cho tôi này, chúng con thành kính lại với Tri Ân Thượng Tọa Chức Đảnh. Cho tôi lần tay, con mê tâm và nhà thêm chủ trung rung. Chúng con kính Tri Ân Chư Tôn Đức, đặt mở lòng bi mộng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật. Để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ hành trì và trong tôn trị, không làm các ác nghiệp, không tu các hành lành, thành tịnh hóa tâm ý như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các phần thành trong lớp học để hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, cái chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thường hộ pháp. Nguyện các bậc hộ ân đồng thừa với công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Nhạc. Satta jivanta harane dukkha manonyam pojanam.